đóng xe này khách đặt cọc lâu quá rồi. Xe này mà không xuống lấy thì em thanh lý nha. Nhiều lúc khách hàng giờ cọc mấy bữa anh xuống lấy rồi, nhà anh có việc rồi kia. Để nó trượt giá là banh xác em luôn, anh không lấy bỏ cọc là chết luôn. Đó anh chị thấy quy định của bên em thì mấy ngày đó. Mà giờ có nhiều xe cả tháng rồi chứ, vì lý do này lý do kia mình đâu có làm gì được. Mấy xe này là cọc hết rồi nha anh chị. Này khách cọc hết rồi, quẹ bên đây. Cọc là em bỏ bên đây hết. Đó, mấy xe cọc hết. Santa Fe, Fe lâu lắm rồi, cọc lâu lắm rồi. Rios nè, Rios cọc cũng lâu rồi. Rios cọc 3 ngày giờ gần 3 tuần luôn rồi. Lẽ gì? Cứ về ra về vô để hết bình. Đây là mấy cái xe chuyên dùng để chở xe máy phân phối cho các đại lý của bên em nha. Em có hai xe chuyên dùng. Đây sửa chữa lưu động xe anh chị, xe máy anh chị hư anh chị điện vô số này. Tới tận nhà sửa cho anh chị luôn. Anh chị nha. Xe Honda thì bắt đầu linh kiện sản xuất nó có rồi á, là em không mượn được cái kho này của em nữa đâu nha anh chị. Bắt đầu xe Honda về rồi hết chỗ để rồi. Nên là chắc đợt tới nghiên cứu là chắc không nhận cọc nữa, ai mua thì bán thôi. Chứ không nhận cọc, cọc là mệt quá. Không biết ý kiến anh chị khách hàng sao chứ em đang mong muốn là không nhận cọc nữa. Mong muốn là anh chị nào có đạt đủ điều kiện thì hai bên thì lấy thôi. Cái cọc để xe kiểu này kẹt em lắm. Ồ cái bờ rô 0308 lâu lắm rồi. Để lâu lắc lâu lơ. Cái GT Line bên nhà thì em bán rồi. Đây cái GT Line khác cũng lâu lắm rồi. Xe Honda chuẩn bị bắt đầu linh kiện sản xuất bắt đầu có rồi đó. Nên nhà máy bắt đầu hoạt động. Xe bắt đầu cấp về rồi. Xe mà cấp về là để hai cái tầng, tầng trên tầng dưới là full luôn rồi. Coi như em hết mượn kho xe máy để em để mấy xe khách cọc rồi đó nha anh chị. Nhiều anh chị có hỏi toàn chung Gia Lai. Gia Lai thì em có hai cái Hùng Vương, cái ở đây. Ủa chị ba của chị Phương mất là ngày hôm qua đi chôn rồi hả? Em về không có kịp. Bây giờ nó nhiều quá là về trên lầu, bỏ trên lầu nữa chứ hả? Ủa phụ tùng sao cứ bỏ ngoài, không bỏ vô kho đi em. À chuyển đi luôn hả? Hai ba kho phụ tùng mà. Đây khu dịch vụ của toàn chung 4 anh chị. Mấy xe hư. Để em. Đây showroom. Showroom đây cũng to nha. To nhất khu vực miền Trung. Peter Tài. Nhìn chị cứ hỏi toàn chung 4 của em thì đây. Tầng 4 ở Lê Duẩn. Không một Lê Duẩn. Trang thiết bị máy móc thì hiện đại hết á. Anh chị nào mà mua xe mua xe làm dịch vụ thì xuống đây các bạn hỗ trợ cho các chương trình khuyến mãi. Ủa nay lên kỳ tốc trưởng rồi hả? À? Dữ à? Lên bao lâu rồi? Khó à? Lên trưởng hay chứ khó chứ. Để em kêu lên cho lên trưởng luôn nha. Cố lên. Xe này đông à? Đây nằm ngay bùng bên Nguyễn Tất Thành luôn nha anh chị. Bùng bên Hồng Anh Gia Lai gọi, hay gọi bùng bên Hồng. Cái ô tô em ở dưới kia. Rồi hết đây. Hết đây anh chị. Đây ngay trung tâm luôn. Đi lại cũng thuận tiện dễ dàng. Toàn chung 4, toàn chung 3 chứ quên. Toàn chung 4 là Quy Nhơn, nãy giờ lộn. Này ở đây toàn chung 3 ở Gia Lai. Toàn chung 4 là Quy Nhơn. Toàn chung 2 là ở Mân Giang. Toàn chung 1 là ở Chư Bà Rông. Toàn chung Hùng Vương. Rồi toàn chung Quy Nhơn thì hai cái. Toàn chung 3 cái. Một cái cửa hàng tổng hợp.
Gia Lai thì 4 cái. Dịch vụ tụi em là hiện giờ đang được nâng cao và nâng cấp, hiện giờ là tốt nhất anh chị, các trang thiết bị hiện đại nhất, giám sát trực chặt chẽ vậy. Kỹ thuật trưởng à, phó à, chưa lên trưởng, chưa lên trưởng đi chứ. Đây để lên coi, coi cái kho. Lên coi cái kho có đầy xe không? Ờ, trống nè. Ủa, mấy đứa? Ờ. Đây là phòng ngày xưa, phòng của em. Giờ chuyển lại cho ba em ngồi rồi. Cái hoạt động. Anh chị nào mua Honda thì lên ủng hộ Toàn nha. Toàn xin kết thúc video tại đây. Đi xuống coi thử cái kho xe để coi, để kiếm chỗ xe đậu đặt cọc cho khách hàng đấy. Giờ đi kiếm cái kho xe chứ, để chuẩn bị xe Honda về nhiều rồi. Đi quanh hết đuối luôn. Đây phòng chăm sóc khách hàng này. Khách hàng này cũng có mười mấy bạn CA chuyên điện thoại chăm sóc.